Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về phương pháp nghiên cứu. Trong phần này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các bước thu thập dữ liệu. Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cần phải nắm rõ một số khái niệm quan trọng. Trước tiên, chúng ta không nên xem dữ liệu và số liệu là như nhau. Dữ liệu là một thuật ngữ rất tổng quát, bao hàm thứ nhất, tài liệu viết, như các tài liệu ghi chép có tổ chức, như các báo cáo nội bộ, báo cáo hàng năm, kế hoạch sản xuất, hồ sơ cá nhân, v.v. hoặc các tài liệu liên lạc như email, thư, các ấn phẩm như sách, báo, tạp chí. Thứ hai, tài liệu không ở dạng ghi chép, ví dụ như chương trình TV, radio, băng ghi âm, băng video, phim, ảnh, tác phẩm nghệ thuật hay hiện vật. Thứ ba, số liệu bao gồm số liệu thống kê dân số, việc làm, số liệu kinh tế, số liệu marketing, dự báo kinh tế, v.v. Như vậy, dữ liệu là một khái niệm rộng hơn, bao gồm cả số liệu, văn bản, phim ảnh, ghi âm và hiện vật. Dựa theo nguồn gốc, dữ liệu được phân thành hai loại là dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp. Dữ liệu sơ cấp là dữ liệu được thu thập và xử lý bởi nhà nghiên cứu. Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu được thu thập và xử lý bởi những người khác, không phải bởi nhà nghiên cứu. Ví dụ, bạn muốn khảo sát sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của căng tin trường Đại học Đà Lạt. Bạn thiết kế một phiếu khảo sát và nhờ một số thực khách là sinh viên tại căng tin điền vào. Trong trường hợp này, bạn trực tiếp thực hiện các bước trong quy trình thu thập và xử lý dữ liệu thô để trở thành một tập dữ liệu hoàn chỉnh, sẵn sàng để đưa vào các bước phân tích. Do vậy, dữ liệu này là dữ liệu sơ cấp. Trong trường hợp khác, ví dụ bạn muốn so sánh điểm học tập giữa sinh viên nam và sinh viên nữ của lớp mình, bạn liên hệ với phòng đào tạo và được cung cấp file dữ liệu hoàn chỉnh, bao gồm họ tên, giới tính và điểm trung bình tích lũy của sinh viên trong lớp. Tập dữ liệu này đã được thu thập và xử lý hoàn chỉnh bởi nhà trường. Công việc của bạn chỉ là thực hiện các phép phân tích mà thôi. Do vậy, đây là dữ liệu thứ cấp. Dữ liệu sơ cấp có một số ưu điểm. Đầu tiên là nó phù hợp với mục tiêu nghiên cứu vì nó được hoạch định và thu thập bởi chính nhà nghiên cứu. Thứ hai, khi nhà nghiên cứu trực tiếp thu thập dữ liệu, khả năng kiểm soát về chất lượng và các đặc tính của tập dữ liệu là rất cao. Ngoài ra, nhà nghiên cứu còn có thể chủ động về mức độ bao phủ, về không gian, thời gian và quy mô của tập dữ liệu. Thứ ba, dữ liệu do nhà nghiên cứu thu thập thông thường sẽ có tính cập nhật cao hơn. Và cuối cùng, dữ liệu do nhà nghiên cứu thu thập thì nhà nghiên cứu sẽ nắm bản quyền. Họ sẽ không cần phải lo về các thủ tục và các vấn đề phát sinh khi dùng dữ liệu do bên thứ ba cung cấp. Về phần nhược điểm, nếu dùng dữ liệu sơ cấp, nhà nghiên cứu thường phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức và tiền bạc hơn để thu thập một bộ dữ liệu tương đương với bộ dữ liệu được cung cấp bởi bên thứ ba. Lý do là vì các tổ chức chuyên bán dữ liệu thường bán cho rất nhiều nhà nghiên cứu, nên chi phí mà mỗi nhà nghiên cứu phải chi trả thường sẽ thấp hơn so với khi mỗi nhà nghiên cứu tự thu thập dữ liệu. Ngoài ra, không phải lúc nào nhà nghiên cứu cũng có thể tự thu thập dữ liệu, vì có nhiều trường hợp dữ liệu thuộc quyền sở hữu tư nhân hoặc là dữ liệu nội bộ của các tổ chức. Với dữ liệu thứ cấp, ưu điểm đầu tiên phải kể đến là nhà nghiên cứu sẽ ít tốn công sức, thời gian và tiền bạc hơn vì không phải thực hiện quy trình thu thập và xử lý dữ liệu. Tuy vẫn phải trả chi phí mua dữ liệu từ các tổ chức bán dữ liệu, chi phí này thường rẻ hơn so với khi nhà nghiên cứu tự đi thu thập. Ngoài ra, các tổ chức chuyên cung cấp dữ liệu thường thu thập dữ liệu qua thời gian, giúp nhà nghiên cứu có thể thực hiện các nghiên cứu so sánh qua thời gian. Một lợi thế khác của các tổ chức cung cấp dữ liệu là họ có nguồn dữ liệu đa dạng, phạm vi bao phủ lớn và có thể có những dữ liệu nội bộ mà bản thân nhà nghiên cứu không có khả năng tiếp cận. Dữ liệu thứ cấp cũng có một số nhược điểm. Thứ nhất, dữ liệu thứ cấp sẽ được định dạng và có các đặc trưng theo quan điểm của tổ chức cung cấp nên có thể không phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của nhà nghiên cứu. Thêm vào đó, dữ liệu thứ cấp có thể được thu thập theo định kỳ và được cung cấp không theo thời gian thực, dẫn đến thiếu tính cập nhật mà nhà nghiên cứu mong muốn.
Thứ ba, nhà nghiên cứu sẽ không có tính chủ động quyết định các đặc tính của dữ liệu khi sử dụng dữ liệu được cung cấp bởi bên thứ ba. Nhà nghiên cứu cũng không có khả năng kiểm soát một số vấn đề liên quan đến dữ liệu như cách định nghĩa biến, cách thu thập, cách xử lý và tổng hợp dữ liệu hay độ tin cậy của dữ liệu. Ở đây bạn cần lưu ý một điểm. Về mặt chất lượng, một số ý kiến cho rằng sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp có chất lượng không cao. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với các nguồn dữ liệu trôi nổi hay không chính thống. Các tổ chức cung cấp dữ liệu uy tín như các cơ quan nhà nước hay tổ chức cung cấp dữ liệu chuyên nghiệp thường có đội ngũ chuyên gia thu thập dữ liệu và nguồn ngân sách rất lớn, nên chất lượng dữ liệu có thể không phải là vấn đề đáng lo ngại. Các bước thu thập dữ liệu sẽ phụ thuộc vào việc nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ cấp hay thứ cấp. Như vậy, trước khi tiến hành thu thập dữ liệu, nhà nghiên cứu thường phải cân nhắc xem mình nên sử dụng dữ liệu sơ cấp hay thứ cấp. Nếu quyết định dùng dữ liệu thứ cấp, nhà nghiên cứu sẽ không cần phải thực hiện việc thu thập và xử lý dữ liệu thô, mà có thể mua tập dữ liệu từ các nhà cung cấp. Việc mà nhà nghiên cứu cần phải làm là tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt về nguồn gốc dữ liệu, cách thức định nghĩa và mã hóa các biến, v.v. để đánh giá về sự phù hợp cũng như chất lượng của dữ liệu. Sau khi có tập dữ liệu đạt yêu cầu, nhà nghiên cứu có thể bắt tay ngay vào bước phân tích dữ liệu. Nếu quyết định sử dụng dữ liệu sơ cấp, nhà nghiên cứu phải thực hiện tuần tự 3 bước sau đây. Thứ nhất, định nghĩa biến và thang đo. Thứ hai, chọn mẫu. Và thứ ba, thu thập và đánh giá chất lượng dữ liệu. Dựa trên hiểu biết về điểm mạnh và điểm yếu của dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, bạn hãy xác định xem nên sử dụng dữ liệu sơ cấp hay thứ cấp cho đề tài nghiên cứu của mình. Nếu bạn quyết định dùng dữ liệu được cung cấp bởi bên thứ ba, hãy tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt về nguồn gốc dữ liệu, cách bên thứ ba định nghĩa biến, mã hóa dữ liệu, cách họ thu thập và xử lý dữ liệu, để từ đó đánh giá về sự phù hợp và chất lượng của dữ liệu.